Người thân tiết lộ Phi Nhung được tiêm một loại thuốc cuối cùng. Rạng sáng ngày 23 tháng 9, thông tin về sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung bỗng gây xôn xao khắp nơi. Một số nguồn tin cho biết nữ ca sĩ đã trở nặng, tình hình chuyển biến xấu. Nhiều nghệ sĩ cũng đăng đàn cầu nguyện, mong giọng ca Bông Điên Điển sẽ vượt qua được cơn bão bệnh lần này. Trong khi đó, khán giả lại càng hoang mang, bởi chỉ mới vài ngày trước, còn xuất hiện tin đồn Phi Nhung đã tỉnh táo, có phản ứng khi bác sĩ thăm khám. Cũng trong sáng ngày 23 tháng 9, ca sĩ Đăng Kim chia sẻ tình hình của Phi Nhung. Trên trang cá nhân, cô cho biết mình đã gọi điện trực tiếp cho người thân của đàn chị để hỏi thăm tình hình. Hôm nay đã chích một loại thuốc cuối cùng và huyết áp của chị cũng đỡ hơn. Nhưng tình hình rất nguy kịch, cầu mong chị vượt qua để về Mỹ với con gái của chị. Thương chị quá, vượt qua nhé chị, Đăng Kim viết. Thông tin từ Đăng Kim khiến công chúng không khỏi lo lắng. Gần một tháng Phi Nhung nhập viện, mọi người vẫn mong ngóng thông tin của cô từng ngày từng giờ. Dù vậy, thời gian trôi qua mà nữ ca sĩ vẫn chưa tỉnh lại, khiến ai nấy càng thêm sốt sắng. Cũng trong thời gian Phi Nhung nằm viện, xuất hiện nhiều tin giả, lời đồn ác ý về nữ ca sĩ. Thậm chí nhiều ngày trước, còn có kẻ xấu cắt ghép hình ảnh, tung tin việc Hương ngất bên linh cữu của Phi Nhung. Con gái ruột của Phi Nhung là Wendy Phạm. Vì đã không thể về Việt Nam nên đã ủy quyền cho nữ danh hài Việt Hương lo mọi việc cho mẹ mình ở Việt Nam. Sáng ngày 23 tháng 9, Dinh dẫn lời của người thân Phi Nhung về tình hình hiện tại của nữ ca sĩ. Thông tin sức khỏe của Phi Nhung có chuyển biến tích cực là sai. Em đang chuyển biến xấu. Gia đình lúc này chỉ biết cầu nguyện cho Phi Nhung